Tiếp tục là Nguyên Hoàng. Đánh nhau. Pha cứu thua xuất sắc của Nguyễn Philip. Đó mới là pha bóng mà Nguyễn Philip thể hiện được giá trị của mình. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta đang được thấy một buổi chiều đầy nắng tại phố núi Pleiku. Và đây là một điều kiện lý tưởng để chúng ta đón chào sự trở lại của Night World V-League 1 2023-2024. Một sự trở lại cũng là mở đầu cho giai đoạn lượt về của mùa giải. Và ngay lập tức thì chúng ta sẽ đến với sự chú ý của vòng đấu thứ 14, khi ngày hôm nay LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón Khánh Hòa trên sân nhà. Cũng từ một quả đá phạt cố định tương tự thì Minh Vương đã kiến tạo để giúp Quang Nho ghi bàn. Trong trận đấu gần nhất, không được. Đó là một nỗ lực tiếp cận của Châu Ngọc Hoàng. Thủ thành Ngọc Cường đã bắt bóng khá dũng cảm trong pha bóng vừa rồi. Sút bóng. Không vào. Dũng Quang Nho là người đã hỗ trợ cho thủ thành Bùi Tiến Dũng. Còn cú dứt điểm đến từ trung vệ CC Ali bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Khá lập cập. Cú ra trần của CC Ali đưa bóng đi vào một góc khá khó dành cho thủ thành Bùi Tiến Dũng. Nhưng ở đó thì Dũng Quang Nho đã tung người đánh đầu phá bóng ra. Một tình huống mà CC Lai đã che chắn tốt. Bây giờ là lên bóng dành cho câu lạc bộ Khánh Hòa, Douglas Coutinho. Và băng lên rất dũng cảm và cực kỳ hợp lý của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Khả năng đọc tình huống của Bùi Tiến Dũng trong tình huống vừa rồi là yếu tố chủ chốt để giúp cho LP Bank Hoàng Anh Gia Lai có thể thoát được bàn thua. Đưa bóng vào trong. Nguy hiểm, dứt điểm, cơ hội, không vào. Và bắt bóng tốt của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Nhưng trước đó một lần nữa phải khen ngợi Gabriel Diaz. Với sự xuất sắc của mình thì Diaz đã hỗ trợ cho thủ thành Bùi Tiến Dũng. Bây giờ là tốc độ của Thanh Bình, rất cố gắng chuyền bóng vào trong. Quốc Việt, cơ hội là đây. Quốc Việt. Rất đáng tiếc cho Quốc Việt. Anh xử lý tốt trong những tình huống tiếp bóng, quạt bóng, loại bỏ cầu thủ đối phương nhưng dứt điểm thì không. Vâng, xin chào quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với trận đấu tại sân Vinh ở vòng đấu thứ 14 của dòng đá vô địch quốc gia Night World V-League 2023-2024. Cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng. Thì đó bên phía đội khách câu lạc bộ Hải Phòng. Cơ hội đầu tiên cho Hải Phòng, dứt điểm không vào. Ở giây thứ 27 và đội khách đã có được cơ hội đầu tiên của trận đấu với pha dứt điểm vừa rồi. Cú ra chân của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Cú đá vào góc gần đã không thể chiến thắng được thủ thành Văn Việt. Rất chính xác, Văn Việt. Cơ hội cho Sông Lam Nghệ An, đưa bóng vào. Đình Triệu đã phán đoán được ý đồ và đã ôm gọn bóng trong tay. Khá nguy hiểm, vừa đá bóng xoáy thẳng vào khung thành, dứt điểm không vào. Những cơ hội vẫn được trao cho đội bóng tới từ đất cảng Hải Phòng. Còn đây là cú đá cực xoáy của Triệu Việt Hưng với đúng cái chân trái sở trường của anh và sau đó là pha ra chân của Mạnh Dũng. Đá phạt góc rất khó chịu. Đàm Tiến Dũng đánh đầu khá nguy hiểm và xử lý rất tốt của thủ thành Văn Việt. Người lắc đầu là Hữu Sơn. Đánh đầu của Hữu Sơn có lẽ bóng cũng đã trúng đầu của Rafael Sucess và thêm lần đổi hướng. Nhưng Văn Việt vẫn chạm những đầu ngón tay vào bóng để đẩy bóng ra ngoài. Trần Mạnh Quỳnh rất nguy hiểm, không vào. Lần này tới lượt Đình Triệu trổ tài. Và xử lý rất hay của Trần Mạnh Quỳnh bên cánh phải. Ta cùng xem lại một lần nữa cú dứt điểm của Trần Mạnh Quỳnh. Đánh đầu, không vào. Bóng đã nằm gọn trong tay của Đình Triệu. Và đánh đầu của tiền đạo trẻ Long Vũ.
Xin chào quý vị khán giả truyền hình thân mến. Đây là những hình ảnh tại sân vận động Hàng Đẫy. Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Thể Công Viettel và đội khách Quảng Nam trong khuôn khổ vòng đấu thứ 14 của giải vô địch quốc gia Nike World năm 2023 và năm 2024, trong đó có hai chiến thắng liên tiếp. Một trận đấu ở khuôn quốc gia. Đây là cơ hội. Dứt điểm không vào. Đó là pha băng xuống của Tân Bình Gia Petro. Đội chủ nhà đã có một tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của đối thủ. Pedro Henrique, pha xử lý rất tốt của Pedro Henrique. Đây là Trương Tiến Anh. Đánh đầu, không được. Không vào. Quá đáng tiếc dành cho Thể Công Viettel. Người cứu thua đó là Văn Công. Tưởng chừng như Hồng Phúc đã có một tình huống đánh đầu vào trong khu môn, nhưng không, anh đã có tình huống đánh đầu chuyền cho người đồng đội. Đó là Hữu Thắng. Hoàng Đức vượt Văn Khang. Quá hay, Hoàng Đức không vào. Đúng là may mắn vẫn chưa mỉm cười đối với Thể Công Viettel. Pha phối hợp ở khu vực trung lộ rất tốt. Người dứt điểm cuối cùng đó là Hoàng Đức. Quả đá phạt góc. Hoàng Đức đánh đầu không vào. Đó là pha đánh đầu của Đức Chiến. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Rất may là các thủ Quảng Nam và thủ môn Văn Công đã chọn đúng vị trí đánh đầu của Đức Chiến. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Cuộc bám đuổi của BKMX Bình Dương với vị trí nhất bảng của Thép Xanh Nam Định được tiếp tục tại sân Hà Tĩnh trong ngày họ đến làm khách trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để mở đầu cho giai đoạn lượt về. Sút bóng. Cú ra chân nhanh của Asimilesas nhưng bóng đã tìm đến đúng vị trí của thủ thành Thanh Tùng. Cú đá trước đó của cầu thủ áo trắng đã bị truy cản bởi Văn Hạnh. Vẫn là những nhịp xử lý của Phi Sơn. Sút bóng. Không vào. Xuân Trường là người đã thử thách tài năng của Minh Toàn. Đây là cơ hội. Không vào. Thật sự đáng tiếc. Trong tình huống vừa rồi thì hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có vẻ như mất tập trung. Văn Hạnh là người đã phá bóng trước khi chai bóng bay vào lưới của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Asimene không phải, đó là Joseph Onoza đã làm tường để cho Việt Cường có thể một đối một với thủ thành bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Asimenezas dứt điểm không vào. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Chúng ta cùng trở lại với sân vận động Thanh Hóa để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng đấu thứ 14 của Nike World V-League 2023-2024. Jefferson Elias được chuyển thông minh. Rất khó hiểu cho pha xử lý vừa rồi của Giovanni Magno. Jefferson Elias đã chơi với tất cả sự cần thiết của một cầu thủ chuyền bóng. Một tình huống rất đồng đội. Nhưng Giovanni lại tỏ ra chần chừ và có vẻ như mặt sân không thực sự bằng phẳng đã khiến cho Giovanni trở nên thiếu đi sự quyết đoán và thanh thắng cùng với các đồng đội đã thoát thua trong một tình huống có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Đã không có cú dứt điểm cuối cùng từ phía các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Tiếng còi đã cất lên vì đã có lỗi của một cầu thủ áo vàng. Một pha bóng lộn xộn trước khung thành của Công an Hà Nội. Nhưng cú dứt điểm thực sự đã không được tạo ra bởi cầu thủ của đội chủ nhà. Rimario đang di chuyển công bóng. Trong góc. Được chuyển ngang. Không có điểm cắt thuộc về cầu thủ áo vàng. Bùi Tiến Dụng là người đã giải nguy. Sự bình tĩnh của Bùi Tiến Dụng và khả năng chọn vị trí chính xác của cầu thủ. Cú thả bóng vừa rồi là của Quang Hải. Đường chuyền tiếp theo là của Hồ Tấn Tài. Rất nguy hiểm. Cú dứt điểm trúng đích của Giovanni. Nhưng cú dứt điểm vừa rồi, một pha đánh đầu là không quá nguy hiểm đối với Thanh Thắng. Trong một thế trận mà khoảng cách là không lớn. Quả tạt quá sâu. Người vừa tạt bóng là Võ Nguyên Hoàng. Với góc máy này thì chúng ta có thể hiểu được rằng có lẽ là Nguyễn Philip đã xử lý tốt, chứ không phải là một tình huống bắt bóng phía sau vạch cầu môn. Tiếp tục là Nguyên Hoàng. Đánh đầu. Pha cứu thua xuất sắc của Nguyễn Philip. Đó mới là pha bóng mà Nguyễn Philip thể hiện được giá trị của mình.
Tình huống tổ chức vừa rồi của công an của Đông Á Thanh Hóa cũng là đủ tốt để có thể đem đến những hy vọng. Doãn Ngọc Tân đã tấn công. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với sân Quy Nhơn, và trước mắt chúng ta là cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Không được. Pha phá bóng khá nguy hiểm. Không vào. Không thể có được pha tận dụng thời cơ. Rất đáng tiếc khi mà Marlon đã mắc sai lầm, nhưng Patino đã không thể trừng phạt sai lầm đó. Và thay vào đó, Đặng Văn Lâm là người đã cứu thua cho Maryland Quy Nhơn Bình Định. Patino đã có chủ đích là sẽ dê bóng qua Văn Lâm. Người xuất sắc hơn ở trong bóng này là Đặng Văn Lâm, để lại cho chúng ta nhiều ấn tượng trong trận đấu này. Dứt điểm, không vào, cơ hội đây rồi. Không thể có cú dứt điểm này, rất đáng tiếc. Đưa bóng vào, không được. Cơ hội đã được trao một cách rất rõ ràng dành cho Văn Đức, thủ mao số 18 bên phía Maryland Quy Nhơn Bình Định. Rất đáng tiếc, cú ra chân vẫn là của Leo Arthur. Và sau đó thì cơ hội được trao cho Văn Đức. Văn Đức đã không thể có ngay được một cú đá bồi. Rất nguy hiểm, không vào. Sút tiếp, vẫn không vào. Một pha bóng phần nào đó giật mình tới từ Patrick Lê Giang. Người sau đó áp sát và dứt điểm là Trịnh Đức Lợi, không thành công. Ta cùng xem lại pha bóng này. Trên là Patino, bên cánh trái Huy Toàn dứt điểm, không vào. Rất đáng tiếc cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Võ Huy Toàn đã có một cơ hội để có thể nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm này của Võ Huy Toàn. Xin kính chào khán giả, đây là giải đấu ở thủ đô Hà Nội. Trước chúng ta là trận đấu giữa hai đội Hà Nội và Thanh Hóa Nam Định. Trận đấu rất đáng chú ý trong khuôn khổ vòng đấu thứ 14 của V-League. Denison Pereira khá nguy hiểm, không an toàn. Rất may cho cao thủ xem xanh Nam Định, suýt nữa thì Taguio đã nắm được cơ hội. Pha trả về không an toàn và có những sự bối rối. Đậu Văn Toàn sút, không được. Một pha nhả bóng nhanh của Đỗ Hùng Dũng tạo cơ hội cho Lê Văn Xuân dứt điểm. Cú đá quá hiền lành của Lê Văn Xuân. Có thể mới vào sân Văn Xuân chưa kịp bắt nhịp. Hồ Khắc Ngọc sút, tuyến hai dứt điểm. Bóng lập bập đập vào dọc. Suýt nữa tỷ số là 2-1 cho Thép Xanh Nam Định. Đó là dấu ấn của Tuấn Anh. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.